Trong cái bài một này nhá, Ừ. là practical. Practical có nghĩa là luyện tập. Ừ. Ở đây nó sẽ luyện tập về the alphabet. Thì the Giờ alphabet nó the alphabet là chính là bảng chữ cái ấy. Thì nó sẽ luyện lại toàn bộ cái cách phát âm có trong cái bảng chữ cái này, toàn bộ đấy. Rồi là sau đó ta sẽ luyện cái khẩu hình miệng đấy, khẩu hình miệng và đánh vần nhá. Như vậy thì nó sẽ tra một số cái từ mới này. Thứ nhất là từ the alphabet nhá. Tiếng Anh của chuyện này là ngọng hơi khó đọc, language. ngọng hơi khó đọc ấy. Đây nhá, thì cái phần đầu tiên sẽ là phần nghe. Ông mở tôi cái pista 36 đi, từ từ anh mở pista 36 nhá. Thì ở đây này, nghe nước qua một lượt để rồi xem chúng ta sẽ tra từ mới nhá. Nghe nước qua một từ cho tai làm quen nên tra từ mới. Ở đây thì trước khi nghe thì tôi hỏi đây là có cái thằng này này, nó ngủ này, không nó dậy này, đấy, nó chạy vội vã này, rồi nó đi đến cái reception, nó check reception là tiếp tiếp viên, là lễ tân đấy, check tức là đây là đợi sân bay nhưng mà ta là muộn đi check. Đây mình hiểu hiểu cái thế đã, để cho lão nó có cái gì đã. Thế không là bây giờ mình nghe nhé, nghe qua một lượt thôi để cho cái tai mình nó định hình cái gì thôi, xong rồi nó mình tra từ mới rồi mình nghe hai ba lần rồi lặp lại. Listening 1.35. 1. Passengers on flight KLM 9246 to Miami, please go to gate B14. This is the final call for passengers on flight KLM 9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. Mr. Pablo Torres on flight KLM 9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. 2. Good morning. Hello, I'm Pablo Torres. I have a reservation. How do you spell your last name? T-O-R-R-E-S. Excuse me? T-O-R-R-E-S. Thank you. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ tra một số từ. Ở đây là đúng là thằng này nó muộn rồi. À, đây là cái khung cảnh sân bay, bây giờ sẽ tra một số từ. Ở đây là cái thằng này nó muộn sân bay và cái sân bay nó gọi nó, thì nó bắt đầu nó mới dậy để đi check. Ở đây là chúng ta sẽ tra này, this is, từ this của cha this nhá, this là một chủ ngữ giả đấy. Biết là cái này. Ừ, đúng rồi, this là cái này cái kia, sau này nó sẽ có bốn chủ ngữ giả sau này sẽ học cùng lúc luôn. Thế thôi nhá. Rồi, the final, nó có zít zát zi dâu, sau này sẽ học zít zát zi dâu cùng lúc luôn. The final nhá, tôi sẽ học the final. The là mạo từ rồi, mạo từ là một, the bằng one trong lúc này nhá. The là mạo từ, final là tính từ cuối cùng nhá. À đây là danh từ ấy, nghĩa danh từ. Ở đây trong trường hợp này là the final thì ta sẽ phải là nghĩa danh từ cuối cùng. Ở đây là nói về cái người cuối cùng, ta sẽ lấy nghĩa danh từ thì nó đi sau tơ nhá. Call for, call là gọi nhá, call là gọi, từ call là gọi. Verb nhá, verb bv nhá, gọi, động từ gọi nhá. Tiếp theo là gì đây, passenger. Passenger là hành khách, passenger danh từ hành khách này. Rồi tiếp tục đến một từ nữa, fly nhá, fly là chuyến bay nhá. Rồi tiếp theo là Miami, là cái tên địa danh Miami nhá, địa danh cái vùng đất thành phố ấy, sao ấy. Rồi please go, please là xin làm ơn nhá, please là xin, là làm ơn, là một cái từ rất là lịch sự. Please là xin vui lòng, vui lòng đấy, please là làm vui lòng. Ở đây ta sẽ lấy cái nghĩa
nghĩa thán từ nhá, vui lòng. Vui lòng. Xin vui lòng, thán từ. Xin vui lòng ấy, tức là xin vui lòng đến đường bay. Đây, xin vui lòng please go to gate, đến cổng B14 immediately. Từ go là đi, biết chưa? Từ go là đi nhá. Từ gate là cổng. Go. Go có phải học con go nhá. Go. Go. Go là động từ. Verb động từ đến à, đi đi đi. Rồi tiếp theo là từ gate. Từ gate là cổng. Là ta sẽ có từ cổng danh từ nhá. Cổng đến cổng. Tiếp theo là ta sẽ có từ immediately. Immediately. À, đây là một phó từ. Phó từ thì nó bổ sung nghĩa cho động từ nên nó gọi là phó từ nhá. Đây là Mr. Pablo Torres on flight KLM 9246 to Miami. Ok. Sẽ có từ reception nhá. Reception. Reception ở đây ta sẽ là lễ tân nhá. Dịch với danh từ là người lễ tân, quầy lễ tân, lễ tân quầy lễ tân. Nên là cho nó dễ. Ta dịch kinh như vậy. Danh từ lễ tân. Hình như cái reception này chúng ta gặp gặp trong cái bài của thằng Tôm rồi, Tôm King rồi đấy. Đúng không? Reservation. Cứ cái gì không nhớ ta học lại hết, coi như là mới nhá. Không có sao cả. À, reservation. Tiếng Anh nó thế mà, học cứ là học để quên, không phải không phải không không ai nhớ được hết đâu. Cứ học để quên thôi. Nghĩa là sự đặt chỗ trước nhá. Đây là sự đặt chỗ, đây cái nghĩa này không có cái nghĩa nào dễ hiểu. Đây. Reservation là danh từ. Sự đặt chỗ trước. Tức là ví dụ như là ông muốn ăn ở cái nhà hàng đấy nhưng ông đã đặt trước rồi. Sợ là đến là hết đồ ăn, hiểu chưa? Đông, ngày lễ ngày Tết nó đông thì mình đặt trước. Có đặt trước tôi đã có vé rồi. Nhá, tôi đã mua vé rồi. Đây là mua vé máy bay rồi. How là như thế nào nhá? Do you spell your last name? Rồi ở đây chúng ta gặp từ do you, từ do nhá. Do, do là động từ làm một cái gì đó. Đấy. Động từ làm và thực hiện một cái gì đó. Đây. Làm hay là thực hiện một cái gì đó thì gọi là do. Thì thôi. Hết chưa? Last là cuối cùng. How last. Last nhá. Còn good morning là chào buổi sáng. Morning là buổi sáng. Ở đây sẽ có từ từ last trước đi. Last là tính từ cuối cùng. Last là cuối cùng nhá. Cuối cùng là tính từ. Từ good morning. Từ good morning. Morning là buổi sáng. Good morning là chào buổi sáng. Được chưa? Không tra hai từ này nhá. Từ morning. Từ morning phải tra. Được. Morning nó dễ mà. Morning đơn giản nhá. Morning thì quá quen thuộc rồi. Thế giờ ta sẽ đọc một số từ này nhá. Từ thứ nhất nhá. Âm e ngắn nhá. Spell nhá. Spell. Spell. Đúng rồi. Spelling. Spelling. Rồi tiếp theo là từ này là e bẹt nhá. Nhưng mà nhớ cái âm gùa và chữ e giờ này. Language. Đấy, language. 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 Đấy, nó hơi khó một tí, từ này nó hơi khó đấy. Language. Đấy. Language. Nó cong lưỡi và nó lại còn ấy nữa. Practical. 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 Final. Final. Cool. Cool. Passenger. Passenger. Flight. Flight. Please. Please. Go. Go. Gate. Gate. Immediately. Immediately. Recept. Recept. Ở đây là reception. 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 Reservation. 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 Reservation.
Do. Do. Last. Not. Last. Not. Do. Do. Reservation. Reservation. Reception. Reception. Immediately. Immediately. Gate. Gate. Go. Go. Please. Please. Flight. Flight. Passenger. 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 Cool. Cool. Final. Final. Practical. 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 Language. Language. Spell. Ở đây ấy, thì những cái câu này nó không đúng cái thứ tự. Nó không đúng thứ tự trước sau. Yeah, thì nó bắt chúng ta điền số 1, 2, 3, 4, 5, 6 để điền cái số thứ tự ấy. Yeah, thì cái đây nó chưa có. Câu đầu tiên nhá. Đây là this y là đây là nhá. This là đây. This là chủ ngữ giả đây. Thì hôm bao giờ chúng ta sẽ học cái chủ ngữ giả này xong. This là đây. Đây là the final call. The final call thì ta ghép vào. Final là cuối cùng, the là định, là định từ, định danh, hay là gọi là mạo từ, định từ, là nó mang nghĩa là bằng one, tức là bằng một nhá. Thì đây là một cái call là nó gọi này. Đây là một cuộc gọi cuối cùng nhá. This is the final call. Đây là một cuộc gọi cuối cùng. For, for là tới, là cho. Đấy, là tới, là cho nhá. For. Đấy. Passenger on flight KLM, tức là for passenger, cho người hành khách, on là trên chuyến bay KLM. Được chưa? Số là 9246 tới Miami. To là tới Miami. Thành phố Miami. Please là xin vui lòng. Đi đến cổng, go to là đi đến, gate là cổng. B14. Ngay lập tức, immediately, ngay lập tức. Được chưa? Ngay lập tức. Rồi, câu thứ hai là Mr. Mr. là nói về ông nhá. Nói về người đàn ông. Mr. là ông, Missy là bà. Đấy, MS, Missy là bà. MR là Mr. là ông. Pablo Torres. Torres, à, ông Pablo Torres. On flight KLM line to 6, tức là nó gọi cái ông Pablo Torres này ở chuyến bay KLM KLM 9246 đến Miami. Nó gọi ông này, gọi đích danh tên ông này là đi chuyến bay này. Please go to gate B14 immediately. Đầu tiên nó chỉ là cái cuộc gọi người passenger thôi, nó không nói tên, nhưng đây nó gọi rõ ràng tên. Đấy. Đấy, sau đó nó đọc câu tiếp theo là gì này. Passenger on flight KLM 926 to Miami, please go to gate. Tức là ba câu này nó giống nghĩa nhau. Đấy. Passenger, nó gọi passenger. Câu này có nghĩa là câu số 1 này. Đấy. Câu này rất là nhẹ nhàng. Passenger nó chỉ gọi passenger thôi, nó không phải là cuối cùng gì cả, hiểu chưa? Passenger on flight KLM to Miami, please go to gate 14. Đấy, thì sau đó nó đọc tên, thấy ông này không trả lời thì nó đọc tên ông này đến. Thì sau đó nó thấy ông này vẫn chưa đến, nó gọi là đây là cuộc gọi cuối cùng đến cái ông bay trên bay này, tức là máy bay chuẩn bị rời đi rồi. Thế ông này mới hớt hới dậy này, chạy đi này, chạy đi thì đến đây phải chào trước đúng không? Đến đây good morning này. Phải chào cái này trước, good morning thì cái người kia người ta sẽ hello, good morning xong hello này. Good morning này không biết là ai chào nhưng mà good morning trước. Thì sau đó là hello, I'm Pablo Torres, tôi là Pablo Torres và tôi đã có một sự đặt chỗ trước, tôi đã có vé đây. Đấy, chẳng hạn như thế, reservation là sự đặt chỗ trước hoặc là tôi đã có vé. Có vé máy bay. Thì cái người kia người ta mới hỏi, cái người đàn bà này người ta mới hỏi là how do you spell your last name? Là tên của bạn đã đánh vần như thế nào? Cái spell này là đánh vần. Đấy, tên của ngài đánh vần như nào? How do you spell your last name? Và last là cuối cùng nhá, chỉ đánh vần cái tên cuối cùng thôi. Ví dụ như là Việt đúng không? Chỉ đánh từng cái từ Việt là cái tên cuối cùng thôi, không cần phải đánh cả họ tên. Đấy. How do you spell nhá? How do you spell? Ở đây là spell là động từ nhá. Thế thì trước cái spell này nó có cái từ do nhá.
chúng ta học là you đi với a đúng không? You đi với a. Đấy. Nhưng mà ở đây you đi với do nhá. You không đi với a nữa nhá. Thì cái này chốc nữa tôi sẽ triển khai sau. Được chưa? Nhưng mà đây là một câu hỏi. Câu hỏi nhá. Đấy. Do là làm một cái gì đó. Cái người đàn bà này yêu cầu người đàn ông này là đánh vần spell. Do là đánh vần spell. Được chưa? Tức là do ở đây đang làm trợ, trợ động từ để hỏi. Trợ động từ nó gọi là trợ động từ để tạo ra câu hỏi này. Được chưa? Thực ra từ do này trong trường hợp này không có nghĩa. Đấy. Đấy, nhưng mà nó mang cái tính chất giống như cái to be, am, ya của chúng ta đấy. Nó phải đứng trước chủ ngữ để tạo ra câu hỏi. Nhớ nhớ lại cái công thức chưa? Đấy. Hiểu không? Tôi nói thêm hiểu không? Ở đây tức là cái cấu trúc của chúng ta đây này. Nó có cái to be này nhá, câu hỏi đúng không? Nó có to be này cộng với chủ ngữ. Hiểu chưa? Nhưng mà đằng sau cái này đấy, nó là danh từ và động từ thôi. À, danh từ và tính từ thôi. Hiểu chưa? Danh từ và tính từ thôi. Thế nhưng mà bây giờ nó bắt là spell cơ. Spell là một động từ, nó không phải là danh từ và tính từ nữa. Thì cái to be này nó biến đổi thành từ do. Từ do có nghĩa là làm cái gì đó. Thì cái từ do đấy mang cái tính chất là, do này mang chất là trợ động từ cho từ spell này để tạo ra câu hỏi này là how do you spell your last name. Hiểu chưa? Nói thế có tưởng tượng được ra không? Hiểu thì bao giờ vào ngữ pháp nó sẽ hiểu. Thì ông này ông đánh vần này là T O R R E S là T O R R S này. Rồi bà này bà không nghe nghe rõ, bà excuse me, hoặc là bà cũng nghe rõ rồi nhưng bà muốn check lại thì bà excuse me. Thì ông excuse me chúng ta giống như là chúng ta học bài hàng tôm rồi đúng không? Tôm. À, tôm nó cũng tôm nó. Excuse me ở đây là không nghe rõ đấy. Xin lặp lại đấy. Ừ. Tức là nó cũng nó giống như là cái thằng tôm này này. Đây là you are in room 2 này. Đấy, xong thằng tôm nó giả vờ nó không nghe rõ, không nghe chuẩn, nó cũng excuse me này. Được chưa? Đấy. Thế thì khi mà excuse me tức là xin lỗi, không nghe rõ thì ông này ông lại đánh vần lại một lần nữa là T O A A. T O R E S đấy. Đấy, sau đó thì bà này bà đấy thank you là chấm hết. Đúng không? Nghe rõ rồi thì thank you là chấm hết. Đấy nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ bây giờ hiểu nghĩa rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ đánh số 1 2 3 vào đây, còn cái này đánh 1 2 3 4 5 6 vào đây, đúng không? Thế bây giờ ông lắng nghe hai lần nhá. Lắng nghe hai lần sau ông đánh số 1 2 3 4 5 6 cho tôi nhá. Passengers on flight KLM 9246 to Miami, please go to gate B14. This is the final call for passengers on flight KLM 9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. Mr. Pablo Torres on flight KLM 9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. Good morning. Hello, I'm Pablo Torres. I have a reservation. How do you spell your last name? T-O-R-R-E-S. Excuse me? T-O-R-R-E-S. Thank you. Listening 1.35. 1. Passengers on flight KLM 9246 to Miami, please go to gate B14. This is the final call for passengers on flight KLM
9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. Mr. Pablo Torres on flight KLM 9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. 2. Good morning. Hello, I'm Pablo Torres. I have a reservation. How do you spell your last name? T-O-R-R-E-S. Excuse me? T-O-R-R-E-S. Thank you. Listening. 1.35. 1. Passengers on flight KLM 9246 to Miami, please go to gate B14. This is the final call for passengers on flight KLM 9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. Mr. Pablo Torres on flight KLM 9246 to Miami. Please go to gate B14 immediately. 2. Good morning. Hello, I'm Pablo Torres. I have a reservation. How do you spell your last name? T-O-R-R-E-S. Excuse me? T-O-R-R-E-S. Thank you. Listening, 1.35. Đánh được dấu dễ đúng không? Dễ mà, đúng không? Thì bây giờ đấy, ông nghe và lặp lại. Nghe và lặp lại. Bây giờ nha, tôi đọc nhá, tôi đọc xong ông lặp lại nhá. Tôi sẽ hướng dẫn ông đọc. Passenger on flight KLM 9246. Passenger là passenger on flight. Passenger on flight KLM line 246 to Miami. Miami. Please go to gate B. B14. This is the final call. This is the final call. The final call. For passenger on flight. For passenger on flight. KLM 9246. To Miami. Please go to gate. Please go to gate B. B14. Immediately. 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 Mr. Pablo Torres. Mr. Pablo Torres. On flight KLM. Please go to gate. Please go to gate B14 immediately. 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 Good morning. Good morning.
Hello, I'm Pablo Torres. I have a reservation. I have a reservation. I have a thì thôi nhé. I have a reservation. I have a reservation. 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 How do you spell your last name? How do you spell your last name? Spell name. T-O-R-R-E-S. Excuse me. T-O-R-R-E-S. Thank you. Ok nhá. Bây giờ cái này ấy, thì ông về nhà ông luyện lại nhá. Đấy. Rồi bây giờ nó là the alphabet. The alphabet nhá. Đấy, đây ta có hình cái con tàu và có từ train. Từ train chính là con tàu. Âm e i. A. Train. Nó train là nhá, train. Là cong lưỡi nè, train. Đấy. Là con tàu hỏa. Cái cây bình thường của chúng ta đấy, bất cứ một loại cây gì đều gọi là chi. Chi y dài à, y ngắn, ở đây đang là vẫn âm y ngắn. Chi 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 chi. Rồi. Rồi ta sẽ có quả trứng nhá. Ở đây là từ egg là quả trứng nhưng mà nó lại có cái đi với lại cái gì chắc là một cái máy đánh trứng. Rồi, ta có từ egg. Trứng gà, trứng vịt, tất cả đều ép, trứng của con gì cũng là ép hết. Ép rồi. Rồi, xe đạp là bike. Bike. Điện thoại là OU, là phone. 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 Rồi, phone. Phone. Âm U ngắn này, boot. Boot. Boot là cái là đôi boot đấy, là cái giày cao cổ ấy, gọi là boot. Boot. Ta có ô tô con nhá. Ô tô con sẽ là car. Ô tô con, xe hơi. Car. Thì ở đây chúng sẽ có A, B, C, D, E, F, G, S, I, J, K, L, M, N, O, P. Đấy, thì đấy là bảng chữ cái. Thì nhưng mà ở bảng chữ cái này nó đang bị lộn xộn rồi. Bởi vì nó muốn chúng ta nó ghép vào đây này. Từ này đọc là A, A là A. Nhớ yeah. H đọc là E. It. Từ Z đọc là dây và từ K đọc là K. Đấy. Là A. Đọc lên đọc A. A. It. À, đọc it. It. Dây. Dây. K. K. Rồi, nó có B nhá. C, D, E, Z, P, T, V. Đấy. Và gì giờ gì giờ thôi, thực ra ta chỉ bật âm gì âm giờ đó, âm gió đó. Hay là B, B. C, C. D. D. E. E. Z. Z. P. G. T. V. 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 Và gì rồi ta có từ F. E. F. F. L. M. M. N. N. S. S. X. X. I. I. Và Y. Y. Có I và Y thôi. I, Y. Còn O, một mình nó. Rồi, từ này là Q. Q. U. U. W. 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 Và R. W. Thì cái phiên âm của cái này đấy thì không biết là tôi còn giữ cái ảnh không thì tôi xem trên mạng. Phiên âm của cái này thì nó sẽ có trên mạng hết. Đây rồi. Đây. Rất nhiều luôn. Đây. Đây nó có video. Đây. Đây này.
Đây nó viết sẵn chữ EI, âm EI ở bên dưới này nhá. Sao lại mờ thế nhỉ? Mạng yếu nhỉ? Nó viết sẵn âm EI này. Đấy. EI này, B là Y dài này, C là Y dài này, D là Y dài này, D này. Sao lại mờ thế nhỉ? Đây. D này. E là Y dài này, F là E ngắn này, G này, Y dài này, H này, H, đúng không? I này, J này, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W nhá. Đắp này, nhìn từ đắp, đắp là âm á này, đắp, đắp, đắp bờ, đắp W. Đấy, và X. X, nó còn X đấy, xong rồi thêm chữ S vào, X. Đấy, xong rồi Y và Z. Z, đúng không? Đấy, thì đây là bảng chữ cái đã có hết rồi, đúng nhá. Thì nhưng cái việc ta đã học đến đây thì chúng ta vẫn cứ làm một lần. Đó là ta sẽ mở cái Pista 38 nhé. Pista 38 nghe và lặp lại một lần. Ông mở và nghe và lặp lại luôn một lần. Pista 38. Listening 1.37. Train A. Tree E. Egg F. Bike I. Phone O. Boot U. Car R. Listening 1.37. Listening 1.37. Rồi bây giờ xong cái hàng bên trên cùng mở cái Pista 39 đi. Pista 39. Pista 39. Nghe vào lại một lần. Point 38. A. H. J. K. B. C. D. E. G. 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 P. 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 T. 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 V. 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 Z. Z. V. F. 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 L. 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 M. 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 N. 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 S. S. F. X. 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 I. I. Y. Y. O. 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 Q. 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 U. 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 W. 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 R. R. Ok, mở Pista 40. Listening. 1.39. 1. M. M. N. 2. K. Q. K, Q. Ờ, nó đọc cái hết à? 3. Hả? G. J. Nó đọc hết mà. 4. N. E. 2. I. K. E. I. K. 5. Q. Y. 3. I. Y. I. Y ngắn y dài. 6. U. U. W. W. E. 7. I. B. I. V. I. Y. Y. 8. I. E. 6. A. 6. U. U. W. W. 7. B. V. V. 8. E. E. A. A. Ở đây chỉ khó mỗi từ là từ W và từ X. X. X thì mình đọc không được, mình cứ đọc là X xong thêm S vào X. Đấy là được. Còn W, còn Y ngắn thì đọc là I, còn Y dài đọc là Y. Y thế thì đọc theo nhanh, hiểu chưa? Hiểu chưa? Còn từ Z đọc là J. À, chúng ta đọc từ DJ ta quen rồi, đúng không? DJ ta quen rồi. Còn từ S thì không nhớ được cái gì thì cứ nhớ là HIVS là được. Hiểu chưa? Đấy, thì từ H đấy, S, H, I, V, S.
H thế cứ nhớ như vậy. Thế còn từ Z là G. Đấy, Z là G thôi. Đấy, còn tất cả từ khác là dễ. F thì quá quen thuộc rồi. Đúng không? Từ R nhá, từ R đọc là A. A nhá. A dài. A. Từ R là như vậy. Đấy, nó khó mấy âm thế thôi. Rồi, tiếp theo ta sẽ có cái 1.41 nhá. Thì ở đây thì cái 1.41 này nó cho chúng ta làm bao nhiêu cái bức ảnh hình hiệu gì đây. Rồi nó bắt chúng ta lắng nghe và viết cái mà chúng ta nghe được. Rồi chúng ta đọc lại nó. Thế là mở pista 42 đi. Xem là listening 1.4 1 listening 1.41 1 DJ 2 3 BMW 3 TV 4 PC CD 5 CD 6 DVD 1.41 1 listening DJ. DJ là cái thằng đang đánh nhạc ấy đúng không? Là DJ. BMW. BMW là BMW đấy. À, BMW đó. À, hãng xe đấy. Hãng xe BMW với BMW đấy. VinFast nhà mình phải mua bản quyền của BMW để sản xuất xe VinFast đấy. PC, PC là cái cây máy tính ấy. Máy tính đúng không? Ờ, computer nó viết tắt là PC. CD là cái đĩa ấy đúng không? Đĩa CD đấy, đúng rồi, CD. 6 DVD, 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 đĩa DVD. CD là cái đĩa không có hình, còn DVD là đĩa có hình. Đấy. Còn cái TV là TV, đúng không? TV là TV. Đấy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ mở pista 1.43 để lắng nghe bảng chữ cái nhé. Point 41. 1. 43. 43. DJ. 43 học nốt bằng chữ cái. 2 BMW 3 C listening 1.42 D A F B G C H S D I E J F K G L H M I N J O K P L Q M R N S S O T P U Q V R S X T Y U Z V W các bạn chữ cái này. Ừ. Đây là các bạn chữ cái nó để đọc thuộc bạn chữ cái đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Z tối bạn sẽ học rồi. Học được xong các bạn là thực tập cho tôi cái đánh vần cái tên của bọn này nhá. Như từ zone này, zone là G O H N chẳng hạn. Đấy, Sally là S A L L I Y nhá. Thế này khoan á, những cái bảng chữ cái này học thuộc nó chỉ đánh vần những cái tên mà nó đánh vần thôi. Nhiều khi mình phải đánh vần nhé. Hiểu chưa? Học bảng chữ cái để đánh vần nhá. Ví dụ bạn nhìn một từ, ví dụ từ từ thanh rút vào lên kia à, đúng không? Ừ. Bạn không cần nhìn tên âm của nó, bạn đánh vần không? Đánh vần là G O O D M O R N I N G, hiểu chưa? Ừ, thì không cần nhìn, ý là tôi đang hỏi là không cần nhìn cái phiên âm của nó ấy.
Phiên âm cái này nó không liên quan gì đến phiên âm à? Không, ý là cái đánh vần mà. Cái phiên âm đánh vần của nó ấy. Thì có đánh vần không? Có tự đánh vần không? Tự đánh vần là như nào? Không hiểu. Thế mà phiên âm thì đây nó đọc là G đọc là gì thì mình đọc như vậy thôi. Phiên âm là như nào? Cái phiên âm mà cách đọc của một từ ấy thì là khác nhá. Cái này là khác. Nhá, cái này là chữ cái, cái này là đánh vần chữ cái. Cái này chỉ là đánh vần chữ cái thôi, ừ. Còn cách đọc của nó là khác đúng không? Ừ, cách đọc nó không liên quan ở đây, cách đọc của nó là đây, cách đọc chữ cái. Cách đọc đây chúng ta đang đọc chữ cái mà. Thấy chưa? Để ta đọc cái này thì chúng ta sẽ có cái định hình về từ, phân tích từ. Hiểu chưa? Đấy. Thôi được rồi, phi mệt thì nghỉ đi nhá. Còn làm bài tập của bài trước nhá. Thế nhá. Ừ. Thế thôi, coi như bài này ta học bằng chữ cái. Thế thôi, được rồi, ok rồi, ổn rồi. Thế nhá.